Liên quan tới những lo ngại sạt lở đá khi mà mở đường làm cầu vượt dự án thi công cao tốc Bắc Nam qua thôn Bạch Sơn, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải mới đây khẳng định đã có những tính toán hợp lý nên không đáng lo ngại. Về phương án xử lý thì hiện đang nghiên cứu và sẽ sớm triển khai thực hiện bằng thức phun bê tông. Theo phản ánh của người dân xã Hà Tiến, dự án cao tốc Bắc Nam qua địa bàn xã mới hoàn thành đưa vào sử dụng. Người dân vui vì đơn vị thi công đã làm một cầu vượt cao tốc để thuận tiện cho người dân qua các xã qua lại. Dự án đã xẻ đôi núi giếng tại thôn Bái Sơn để làm cầu vượt cao tốc. Tuy nhiên, người dân lại cảm thấy bất an khi hai bên vách núi, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Về vấn đề này, Ban Quản lý dự án Thăng Long khẳng định không đáng lo ngại. Về cảm giác của người dân ấy, khi nhìn thấy là cái núi đá đó nó không bằng phẳng thì cái cảm giác của người dân tham gia giao thông là thấy không an toàn, nhưng mà theo tính toán của thiết kế và đã được các cơ quan chức năng thẩm định và chúng tôi thi công là đúng thiết kế, chúng tôi khẳng định rằng là cái đó là an toàn. Tuy nhiên là qua ý kiến của người dân ấy, thì chúng tôi vẫn tiếp tục yêu cầu tư vấn thiết kế xem xét đánh giá. Và tới đây thì chúng tôi đang đề nghị tư vấn sớm triển khai đề xuất cái giải pháp để tạo cảm giác an toàn hơn cho người dân tham gia giao thông. Cũng theo ông Long, hiện đơn vị đang tiến hành nghiên cứu và sớm đưa ra giải pháp phù hợp, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông qua lại. Hiện nay là chúng ta đi từ Hà Nội vào thì bên phải tuyến thì chúng tôi sẽ bổ sung phun bê tông ở cái phạm vi mà trên cái lưới. Và cái phần bên trái tuyến thì chúng tôi cũng bổ sung giải pháp là phun bê tông để làm sao người dân qua đó là cái tạo cảm giác an toàn. Chứ còn thực tế về tính toán và thẩm định thì cái việc mà đá rơi mà gây mất an toàn cho người tham gia giao thông là chúng tôi đã tính toán trong cái bước thiết kế và thi công. Được biết, trước khi công trình đưa vào khai thác, đơn vị thi công đã làm lưới hứng để phòng đá rơi. Tuy nhiên, người dân vẫn lo ngại là không đảm bảo an toàn. Bởi lẽ, quá trình thi công, đơn vị đã dùng mìn phá đá nên các khối đá to đã bị nứt.